Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Ống xả Winner X209 có gì đặc biệt khiến người chơi săn lùng? Cái chiếc Honda Winner X209 là một trong những từ khóa trong thời gian trở đây nhiều người chơi xe nhắc đến. Ở cái diện mạo mới, cái chiếc Winner X209 đã bộc phá hết cái sự thể thao của mình qua cái sự góp ảnh ở phần dàn áo, động cơ mạnh mẽ đi kèm với phanh ABS một kinh trước. Đặc biệt là cái dàn ống xả thiết kế hầm hố cho ra một thứ âm thanh phấn khích đã khiến những em chơi xe phải tìm mua. Vậy nó có gì đặc biệt so với ống xả tiền nhiệm? Lý do nào âm thanh Winner X209 khiến nhiều người phải săn tìm? Thật sự thì cho đến thời điểm hiện tại đã có một số lượng rất lớn từ những biker đậu xe săn tìm cái ống xả Winner X. Họ cho rằng thiết kế của chiếc Winner 10 thời cũ với âm thanh quá hiện, trong khi đó diện mạo của ống xả Winner X209 thì thể thao hơn, cho ra thức âm thanh cực kỳ phấn khích đối với người lái. Nhiều biker chơi xe cứ lầm tưởng rằng âm thanh ấy là cái Winner X209 đã độ bô tăng, nhưng thực sự nó là ống xả sim. Khi được biết giá bán của bộ ống xả Winner X209 gần 3 triệu đồng, nhiều người chơi Winner cũ tỏ ra rất là thất vọng. Lý do bởi giá bán rất cao. Chính vì điều đó, nhiều người thích săn lại những cái chiếc người chủ sau cái chiếc Winner X209 mà họ có nhu cầu bán rùa sim để lên bộ độ. Đây là cách để giảm chi phí. Mặt trái của cụm ống xả mới là ồn ào hơn, khiến không ít người đi đường cảm thấy là khó chịu. Nhưng đối với anh em chơi xe thì đó là thứ âm thanh cực kỳ phấn khích. Và đây là tổng thể cái chiếc Winner X209 rất hầm hố đi cùng với cái ống xả. Honda chính thức bung kệ mô tô cỡ nhỏ 125cc với giá sốc, cái mẫu xe phù hợp cho những người mới chơi xe phân khối nhỏ. Honda CBF 125R với kiểu dáng là nước cơ bài phổ thông, sử dụng động cơ 125cc vừa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân. Honda CBF 125R vừa Việt Nam làm tăng thêm cái lựa chọn ở phân khúc mô tô cỡ nhỏ. Xe có kiểu dáng nước cơ bài, dễ dàng điều khiển cho người mới cứ sử dụng mô tô. Và tại Việt Nam, cái dòng xe này được một số đại lý tư nhân nhập về từ thị trường Trung Quốc. Đèn pha có thiết kế rất đẹp mắt, góc cạnh với hai dải LED định vị ban ngày bên cạnh. Theo công bố của nhà sản xuất, việc dùng cái bóng LED an toàn hơn và khi di chuyển trong đêm khi điều kiện thiếu sáng và giảm tới 60% cái điện năng tiêu thụ. Cái đèn xi nhan là halogen gắn ở phía trên, giống như những phần của những mẫu xe mô tô cỡ nhỏ khác. Xe có chiều dài là 2059mm và chiều rộng 764mm, chiều cao 1073mm, chiều dài cơ sở 1292mm, nặng 129kg, cái khoảng sáng rầm 167mm và chiều cao yên dừng ở mức 775mm, không gây khó khăn đối với bốc chén người Việt Nam. CBF 125R được trang bị phục ống lòng phía trước, phanh đĩa 2 piston, la răng họa tiết 6 chữ Y đẹp mắt, kích thước 17 inch. Xe không trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Ta lái gồm các nút điều khiển cơ bản như gồm có khởi động, bật đèn, chiếu xa, chiếu gần, xi nhan và còi. Đồng hồ chính giữa dạng LCD hoàn toàn. Cái chữ trắng nền xanh, trong khi đó ổ khóa là loại Initon của Honda với cái nắp đậy ở phía trên. Bình xăng có dung tích 14 lít, thiết kế gồ ghề và khỏe khoắn. Phía sau dùng cái phanh tăng trống, mâm xe cùng kích thước 17 inch, ống xả thiết kế lớn, mạ rơm bên ngoài. Tiếc rằng cái giảm sóc sau là dạng đồi thay vì là dạng monosóc, tạo cho cái nhìn là bình dân tiếng xe hơn. Và Honda CBF 125R có gắn động cơ xanh đơn 4 kỳ làm máy bằng gió với dung tích 125cc và cho công suất 7.72kW tại vòng tour 8.000 phút, cùng với đó là mô men sáng cực đại 10.36Nm tại vòng tour máy 6.500 phút. Cái mẫu motor cỡ nhỏ đáp ứng được tiêu chuẩn mới Euro 4, cùng với đó là mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng rơi vào khoảng 62 km/l.